trong ngày hôm nay rất hay, không biết là quý vị như chúng ta đã biết, áo dài đã là quốc phục của Việt Nam, nó luôn là một nét đẹp mà vinh danh cho người phụ nữ Việt Nam trong dáng điệu ẻo lạ và thức tha. Ngày hôm nay với tập áo dài Việt Nam với nhóm thanh thiếu niên mang một nét đặc trưng của fashion của một chiếc tà áo dài thời ngày hôm nay, một tràng pháo tay thật lớn cho nhóm model thanh thiếu niên với tà áo dài thời nay. Oh,
bồng với tuổi trẻ một lần nữa với ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh đến từ Việt Nam. Cô rất trẻ, rất đẹp, sẽ giúp vui cho chương trình chúng ta hôm nay bằng một bài hát do cô tự sáng tác, và tên bài hát rất là dễ thương, sẽ được trình bày qua ba ngôn ngữ Việt, Anh, Ý. Hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho nữ ca sĩ trẻ đến từ Việt Nam.
của Peter của designer Kimberly sẽ cho chúng ta một cái nét khác lạ trong đêm hôm nay. Khác lạ như thế nào? Một tràng pháo tay cổ vũ cho bộ sưu tập Black in the Winter. Thank you.
áo professional. Và sau đây là phần quay số. Và sau đây là phần quay số các chị ha. Chị nào có cái voucher hồi nãy đó, bây giờ là tất cả các voucher đó sẽ được khán giả các chị. Bây giờ giải đầu tiên quay để làm gì? Là chúng ta sẽ có ba giải khuyến khích. Ba giải chúng ta sẽ có 7 giải khuyến khích chồng nàng trị giá 70 đồng. Và đặc biệt như là chúng ta không nói cái này là đẹp nhưng mà đẹp ở phần dưới. Chúc mừng anh đã đạt được cái giải tỷ lệ